Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu thùng lo mới ha, mẫu thùng lo đặc biệt ha, có nhiều tính năng công nghệ đột phá mới ha. Rồi mẫu thùng lo này có tên gọi là hệ thống lo 2.1 ha. Đây có trung tâm, có sấp ha, đây có sấp 4 cốt ha, rồi hai khối vệ tinh ha, hai khối vệ tinh, khối một khối nó là một hệ thống lo hai khối ha. Rồi đây là cách lắp thứ nhất ha, dùng cho khoảng không gian ngoài trời rộng lớn ha. Mình dùng cái thanh chắn mình đẩy lên để cho cái âm thanh nó được đẩy đi xa, ok chưa? Rồi thì điều quan trọng là khi mà ra ngoài trời á thì cái thanh này nó phải được cứ vững ha, tại vì gió đồ nó đẩy ha, nó quan trọng ha. Đây mình xoay được 360 độ nè, quay theo cái hướng ngồi của mình nè, ok chưa? Rồi đó là cái cách lắp đặt thứ nhất ha. Cách lắp đặt thứ hai á, là mình giờ hai đặt hai khối vệ tinh trên hai thanh chống ha. Rồi đặt hai bên, thì khi mình đặt trong nhà thì đặt cái thứ đặt hai bên hệ thống 2.1 ha. Rồi còn một dạng nữa là mình có thể là ghép, còn dạng nữa là mình không dùng thanh chống, mình đặt ví dụ mình chơi khoảng không gian nhỏ hẹp ha, thì mình có thể kết nối luôn, kết nối trên cái thanh đây hai khối mình đặt qua thì mình vặn cái này lại thì nó sẽ giữ cứng vững cho mình luôn ha. Rồi còn khi di chuyển thì mình đặt hai cái khối này, một khối đặt trước, một khối đặt sau, bỏ vào thùng thì mình di chuyển nó dễ dàng, được chưa? Thì ở đây mình sẽ nói một số tính năng mà đặc biệt đột phá của cái mẫu thùng loa này. Có K Revert Eco ha, kết hợp chống hú ha. Rồi thứ hai là live stream ha, có phát trực tiếp live stream ha. Điều đặc biệt nữa là sử dụng cùng lúc 4 tai micro ha, sử dụng 4 tai micro, dùng nó ca nhiều thành viên, ca cùng lúc luôn ha. Rồi ở đây thì có phần chỉnh equalizer nữa, chỉnh tuyệt vời luôn ha, chỉnh sắc nét luôn ha, đẩy sấp cực kỳ mạnh luôn ha. Ok thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết qua cái phần mainboard chính chút xíu ha. Đây ok, đây là mình giới thiệu qua ha, đây là cái phần bluetooth ha, đây phần phát livestream nè, phát trực tiếp livestream nè, đây phần bluetooth này ha, bluetooth đời mới nhất nè, 6.0 nè ha. Đó có nhiều cái ứng dụng ha, đây nhiều ứng dụng nè, có anten bluetooth nè. Rồi đây là hai cái anten dành cho micro không dây, khi mình kéo lên thì mình khi mình ca với khoảng cách xa đó thì mình kéo hai cái anten này ra đó, mình bắt sóng tốt hơn ha. Rồi K là reverb delay echo, thì ở đây reverb của nó là reverb đặc biệt ha, vì nó sử dụng một cái chip lập trình DSP, lập trình điều tiết reverb chuyên nghiệp đặc biệt riêng ha. Rồi còn một phần nữa là chống hú, lo kéo thì phải ở đây là có chức năng chống hú quá tuyệt vời, có cho phép mình đứng kề sát lo ha. Đây chống hú nè, nhấn vào nhả ra, nhấn vào là chống hú mà nhả ra là bình thường, đó nó cho phép mình hai trạng thái. Rồi đây sử dụng 4 tay micro cùng lúc nè. Ở đây thì nó có hết cái phần chỉnh equalizer cho phép mình chỉnh sắc nét từng các dải bằng luôn đó. Đây gọi là bộ lọc tích cực ha, chỉnh bằng điện đó. Đó mình không cần sử dụng tụ cản gì nữa ha. Đây mình sử dụng chính trên equalizer luôn, chỉnh sắc nét từng dải tầng luôn. Để có hai cần chỉnh sub, cần chỉnh bass, cần chỉnh lo chung, hai cần chỉnh chép ha, được chưa? Đây là kết cấu chung của phần thùng lo. Mình sẽ quay sơ qua về cái phòng bên ngoài ha. Rồi cái phòng tay nắm nè, bình ắc quy 20A giờ ha. Rồi đây là phần bên hông ha, bên hông đó, phần này phần tay nắm ha, hai thùng lo cao cấp ha, cao cấp thiết kế tuyệt vời, sắc nét ha, đẹp ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test qua về cái chất lượng âm thanh. Đầu tiên thì mình test phần nhạc trước ha. Đây
từ khối trung tâm nè lên hai khối bờ tinh nè ha. Rồi kèm theo dây nguồn 220, bình điện được sạc đầy đủ. Thì ở đây mình đang sử dụng là bình và điện ắc quy bình và điện 220 song song luôn ha. Thì tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng, có thể sử dụng bình, có thể sử dụng điện ha. Ok, mình kết thúc video tại đây ha.